tiếp nối tập trước, đám người Lý Nguyên Hổ và bà thụ bị đàn chuột biến dị tấn công. Thủy triều chuột, một trong những thú triều mà con người không muốn gặp nhất, không chỉ về số lượng khủng bố, càng sợ mình sẽ bị gặm sống, tra tấn mà chết, giống như một đám zombie gặm nhấm tới chết. Một đám chuột biến dị gớm ghiếc lao tới chỗ thụ bà. Bà thụ hét lên giết chúng, nếu không tất cả mọi người sẽ chết. Bà thụ xòe hai bàn tay hướng về phía trước, miệng hô chiêu thức phong nhận những nhát chém gió sắc bén được tung ra lao tới đám chuột biến dị khiến chúng một chia làm hai sinh cơ diệt hết lý nguyên hổ một chảm từ trên chém xuống nương theo chiều này đám chuột xung quanh đều bị miểu sát bắn sang xung quanh thánh nữ thì yêu mỹ ra chiêu nhưng lực sát thương cũng không kém chiêu thức của thánh nữ tạo ra vô số dư ảnh lan tới đám chuột biến dị khiến chúng gào thét thê lương mùi máu tươi khuếch tán từ phía thanh cường lúc này đang ẩn nấp ở một nơi kín đáo gần đó hai mắt chừng chừng quan sát lấy những con mồi đang đợi mình cao xé ba người kia thực lực không kém không thể xem thường người phụ nữ này yếu hơn hai người kia nhưng cũng không thể coi thường những kẻ khác thì không đáng nhắc tới cảm thấy thời cơ đã tới cả người thanh cường tỏa ra nguồn sức mạnh vô cùng những con chuột biến dị còn mạnh hơn những con đang tấn công đám người kia cũng chuẩn bị cùng thanh cường xông ra bà thụ lúc này vẫn đang phải giao chiến với đám chuột biến dị xung quanh giết hết lớp này tới lớp khác không hết bà thụ nhìn lên phía trên trong đầu suy ngẫm từ khi nào mà cái hố to như vậy được đào ở đây độ cao như vậy căn bản không lên được bà thụ quay sang hét với đám người bên cạnh giết hết những con chuột này rồi tìm đường khác nhưng mà ngay lúc này một đạo lưu xa bỗng nhiên xuất hiện lao tới chỗ thụ bà cùng lúc này bà thụ cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng dâng lên ngay sau đó bà thụ đồng tử co rụt lại là một khối lưu xa đúng là đột nhiên dâng lên đâm xuyên qua cơ thể của bà thụ bà thụ nhận phải một chiêu chí mạng miệng hộc ra máu sau đó mất đi ý thức mà tắc thở thanh cường nhìn tới bà thụ với ánh mắt khinh thường việc giết thụ bà đối với hắn chẳng qua chỉ là một việc nhấc tay mà thôi thanh nữ nhìn thấy vậy thì hét lên một tiếng bà thụ lý nguyên hổ nhìn thấy cảnh này cũng vô cùng sợ hãi còn chưa kịp phản ứng thì một con chuột biến dị vô cùng hung mãnh bỗng dưng xuất hiện ở phía sau hắn một miệng há ra đớp lấy vào cổ của lý nguyên hổ lần tấn công bất ngờ này là một chuột biến dị siêu phàm nhất dài sau khi bị một đớp của con chuột biến dị siêu phàm nhất giai còn chưa kịp hồi phục tinh thần thì một đám chuột biến dị khác nhảy tới từ tứ phía hướng hắn mà tới nhìn thấy cảnh này thanh nữ hét lên một câu thiếu tướng lý mặt biến sắc trên mặt xuất hiện vẻ mặt sợ hãi mồ hôi chảy xuống từng hột sau khi xử xong hai kẻ mạnh nhất thanh cường hô hoán lũ chuột của mình xử đám người còn lại những tiếng hét tuyệt vọng vang lên không tránh ra đừng đến đây ta phải về nhà xác chết của đám người lý nguyên hổ và bà thụ giải rác khắp nơi cảnh chết chóc vô cùng thảm khốc lúc này đây chỉ con thánh nữ còn sống chắc hẳn là bị thanh cường bắt về làm nô bộc cho ngu tử du rồi ba ngày sau tại dãy núi nạp á chủ nhân đây là một trong ba thánh nữ của giáo bà la sứ giả liên minh 10 quốc gia gọi là ngải tây á ngô tử du nghe thấy vậy thì bất ngờ mà kêu lên một tiếng cành nhẹ nhàng kéo một cái cuốn lên bao phủ lấy thánh nữ mang mạng che mặt miệng khẽ đánh giá cho dù hôn mê vẫn tản mát ra linh lực khủng bố ba động thiên phú của cô gái này rất tốt một xúc tua chạm tới mạng che mặt của thánh nữ mà cởi xuống lộ ra một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp ngũ quan hài hòa nhìn thấy khuôn mặt này khiến cho ngô tử du vô cùng thích thú hai mắt sáng lên hai má ửng hồng vì hưng phấn nhìn khuôn mặt dễ thương hai trái đào thì căng mọng nhất định là một cô gái tốt rồi a à, hi hi cô giờ sẽ là của ta anh em tới cảnh này là tôi biết trong đầu anh em nghĩ cái gì đó nhé hi hi giờ thánh nữ sẽ trở thành nô bộc mới của ngô tử du một nhánh cây khác chĩa ra, ở đầu nhánh cây đó xuất hiện một luồng linh lực đi vào bên trong đầu của thánh nữ. Tiếp đó ngu tử du được chuyển tới không gian ý thức của ngải Tây. Tiến vào bên trong là một không gian bao la, chính giữa là luồng ý thức của ngải Tây Á mang hình dáng giống với bên ngài của cô, xung quanh đó là vô số tia sáng rơi xuống như sao bằng vậy. Thông qua đây là hắn có thể tùy tiện hiểu rõ ngả Tây Á hết thảy, càng là có thể trưởng khống hết thảy. Từ đó cướp đi ngả Tây Á tất cả, không chỉ là thân thể, còn có linh hồn ngải tây á siêu phàm nhất dài bản mệnh thiên phú tử vong ngưng tụ nhìn chằm chằm vào sinh vật có thể nhìn thấy nhược điểm của đối phương khả năng đặc biệt hắc mãn trì vũ kỹ năng chiến đấu như rắn chữa lành có thể điều trị chấn thương và đau đớn cắn hoang bàn tay giống như miệng rắn có thể xé rách hầu hết các phòng thủ sinh học huyết chi khế ước ký kết huyết chi khế ước có thể trong thời gian ngắn mượn lực lượng của chủ nhân cũng có thể cung cấp điểm tiến hóa cho chủ nhân chờ đã chờ đã đó là hình như phát hiện được điều gì đó. Đồng tử của ngu tử du bỗng dưng co rút lại, một đôi ánh mắt nhìn chằm chằm dòng chữ kia, cung cấp điểm tiến hóa cho chủ nhân. Phải biết rằng tất cả các điểm tiến hóa đều là ngu tử du đánh giết mà có được, nhưng bây giờ cái khả năng đặc biệt huyết chi khế ước này lại có thể cung cấp điểm tiến hóa cho hắn. Để kiểm chứng tính chính xác của thông tin này, ngu tử du ra lệnh cho ngải Tây Á đi săn giết một con dị thú đem về. Bây giờ, đi săn một con dị thú đem về đây ngài tây á mặt không cảm xúc vâng dạ nghe lời của ngu tử du nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh của hắn vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của ngu tử du ngài tây á tiến vào bên trong khu rừng săn giết sau khi thành công giết chết một con gấu xám trong phần thông báo hệ thống của ngu tử du hiện lên tinh gia quyến của ngài chém giết được một con gấu xám biến dị cấp 6, điểm tiến hóa cộng 12. 12 điểm tiến hóa không phải sáu sao chỉ bằng một phần năm thôi thì có còn hơn không nhưng vẫn là cố gắng đừng để cho cô ấy động thủ là được rồi trở về bà la thánh giáo thay mình làm việc sẽ tốt hơn nếu có liên minh 10 nước kiềm chế chắn hẳn là liên bang 10 nước sẽ không dư sức mà đối phó với mình nhưng thực lực hiện giờ của cô ấy chỉ mới là siêu phàm nhất giai muốn kiểm soát toàn bộ thánh giáo e là có chút khó khăn nếu như cô ấy bị cường giả tinh thần lực giết chết có thể sẽ tổn thương đến bản thể của mình ngài tây á nghe thấy ngu tử du gọi mình ngài tây á cất lên một tiếng có sau đó trước mắt của ngài tây á xuất hiện một bông hoa màu đỏ Ngu Tử Du ra lệnh cho cô hấp thu nó đi, cơ hội chỉ có một lần, thất bại sẽ chết. Ngài Tây Á mặt không cảm xúc, ánh mắt thất thần nhìn về phía Bông Hoa trả lời vâng. Sau đó ngài Tây Á hướng miệng tới gần Bông Hoa đỏ này, sau đó hấp thụ những nguồn năng lượng vô cùng dồi dào trong đó. Sau khi hấp thụ xong quanh người của ngài Tây Á phát tán ra vô số tia sáng năng lượng, dư uy của nó phát tán ra xung quanh khiến cho cát bụi bay tứ tung. Nhìn thấy cảnh này Ngu Tử Du tự nói hừm, không có phản ứng bài xích, xem ra là thành công rồi ngải tây á siêu phàm nhất dài, bản mệnh thiên phú hỏa diễm trưởng khống level một điều khiển hỏa diễm dung hợp với hỏa diễm tử vong ngưng tụ nhìn chằm chằm vào sinh vật có thể nhìn thấy nhược điểm của đối phương khả năng đặc biệt hắc mãn trì vũ kỹ năng chiến đấu như rắn chữa lành có thể điều trị chấn thương và đau đớn cắn hoang bàn tay giống như miệng rắn có thể xé rách hầu hết các phòng thủ sinh học huyết chi khế ước ký kết huyết chi khế ước có thể trong thời gian ngắn mượn lực lượng của chủ nhân cũng có thể cung cấp điểm tiến hóa cho chủ nhân nguyên tố lực tiêu hao thể lực dùng thân thể hóa thành nguyên tố có thể miễn dịch mọi công kích vật lý tiêu diệt mọi thứ ngu tử du nhìn hướng ngai tây á mà nói lấy nội tình của ngươi cộng thêm nguyên tố chi tố ngươi sẽ rất nhanh có thể thăng lên cấp 2. hẻm núi bắc vũ có một cái linh đàm ngươi đến đó nghỉ dưỡng trước đi chờ thêm vài ngày nữa ta sẽ lấy sinh mệnh tinh hoa tẩy lễ cho ngươi ngài tây á cung kính đứng trước ngu tử du nhẹ nhàng đáp một tiếng vâng Ngu Tử Du quay sang phía Thanh Cường nói ngươi lần này làm rất tốt, dẫn cô ấy đi xuống đi. Đáp lời Ngu Tử Du, Thanh Cường dẫn theo ngải Tây Á rời đi. Thời gian trôi nhanh, mấy ngày trôi qua. Cái gì? Có chuyện gì thế? Địa, địa chấn sao? Ngưu ma lúc này gào rú, hai mắt phát sáng. Nhìn thấy cảnh này Ngu Tử Du mới biết chấn động vừa xong là Ngưu Ma gây ra. Là Ngưu Ma, cuối cùng nó cũng đột phá rồi. Một lần nữa Ngưu Ma hí lên, hắn giơ lên Ngưu Vó. Chỉ chốc lát, âm âm một tiếng vang thật lớn, như vó rơi xuống đất, mắt Trần có thể thấy chấn động, đã là hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Ngưu Ma thân thể đúng là phát sinh rất là quỷ dị biến hóa, thân thể của hắn không ngừng đang co rút lại, nhưng cái này không phải thu nhỏ, mà là giống như bách luyện như tinh cương, thân thể của hắn còn cứng rắn hơn, càng thêm dày đặc, liếc nhìn lại, cũng là có thể cảm giác giống như long, rất là kinh người cơ bắp, mà lúc này, càng là kinh người chuyện cũng là phát sinh. Ngưu Ma gia hỏa này, đúng tại trong ánh mắt ngạc nhiên của ngu tử du, chậm rãi đứng lên. Đúng vậy, đứng lên, giống như là nhân loại một dạng, đứng lên. Bất quá, lúc này Ngưu Ma, nhưng vẫn như cũ cái đầu trâu của nó vẫn cứ là vậy, với lại thân thể của hắn vẫn còn ở biến hóa, phảng phất là vì thích ứng với hình thái mới hôm nay của nó vậy. Chân của hắn càng là thô hình, ngương thực màu đen cơ bắp giống như một tầng lân giáp một dạng khoác lên người, Ngưu Ma, siêu phàm nhị giai, bản mệnh thiên phú nguyệt nha ngưu giáp một sừng châu cực sắc bén vũ khí đáng sợ không ai có thể chống lại công kích sừng châu năng lực đặc thù sau khi tụ đủ lực công kích về phía trước uy lực vượt qua va chạm của xe lửa săn băng địa liệt thành tấn thể trọng phối hợp với linh lực khủng bố đủ để ở trong phút chốc đóng băng đại địa xe rách núi non trọng lực lĩnh vực dựa theo linh lực tiêu hao trọng lực sẽ không ngừng cải thiện phương hướng tiến hóa dạng người sẽ phát huy chiến lược tốt hơn mở ra dạng người sẽ có được sức mạnh đáng sợ với độ linh hoạt của nhân loại chủ nhân xem bộ dáng chuyện tranh này của ngươi kìa sao ngươi làm được thế mau nói cho ta biết đi càng lúc càng giống yêu quái ta cũng muốn giống như các ngươi ta cũng không rõ chỉ là trong quá trình tiến hóa muốn có cơ thể chiến đấu thuận tiện hơn mà thôi xem ra cái gọi là yêu là một dạng khác của sinh vật siêu phàm sau khi tiến hóa bây giờ thời đại ngưu ma siêu phàm như vậy về sau chắc chắn sẽ càng nhiều hơn đến lúc đó sẽ sở hữu văn hóa của riêng mình. Lúc này Ngưu Ma hướng về ngu tử dụ cầu xin thần thụ, bây giờ ta muốn trở về dạng người, ta hy vọng có thể có một kiện binh khí, ta muốn một cái rìu. Ta hiểu rồi, ngu tử du nhìn về phía Ngưu Ma mà nói. Với cơ thể tam gia hiện giờ của ta, cành cây và rễ cây được mài rũa một chút. Chỉ riêng độ cứng cũng đủ để trở thành thần binh lợi khí của nhân loại rồi. Một vũ khí có hình diều rơi xuống chỗ của Ngưu Ma, sau này nó chính là vũ khí của ngươi, Cứ gọi nó là dung nham chiến phủ đi gần đây ta phải đến bắc cảnh một chuyến ta để lại một phần hỏa linh thạch cho đồng bạn thuộc tính hỏa mê vụ đại sơn giao cho ngươi trông coi đấy vâng ba ngày sau ngài tây á bị trả lại cho bà la môn giáo dưới sự điều khiển của cô ta cái chết của thử triều và bà là thánh giáo được nhận định là do một thế lực khác trong nội bộ liên bang gây ra liên bang 10 nước cùng với liên bang hoa hạ chính thức tan vỡ còn ngu tử du thì đang trên đường đến bắc cảnh mê vụ đại sơn thì đang được ngưu ma và một đám dị thú trông coi trên đường đi qua gặp phải một đám sói dị thú ngu tử du tiện tay vừa đi vừa pham quái kiếm kinh nghiệm lên cấp hắn đi tới đâu quái chết tới đó để lại là những xác chết của quái thú cùng với những mớ rễ của hắn hửng đến rồi chính là hòn đảo kia trước mắt ngu tử du là một hòn đảo xung quanh được bao bọc bởi hồ với núi dưới thời tiết nhiều tuyết như này mọi thứ trắng xóa nhìn rất là thơ mộng nha nhìn thấy ngu tử du gấu trúc panda cưỡi trên mình bạch xà vù vù lao tới còn không quên hô trào thần thụ Ngu tử du nhìn thấy gấu trúc panda cùng với bạch xà xông tới thì nói với bọn chúng xem ra linh thạch này rất có ích cho các ngươi, khí tức này của các ngươi cũng tăng lên không ít. Gấu trúc panda miệng cười toe toét hở hết cả lợi mà đáp lại lời của ngu tử du do ta nuốt không ít linh thạch đấy. Gấu trúc vừa nói hết câu, những cái rễ của ngu tử du vươn ra cắm xuống bên dưới lòng đất, những chiếc tua không ngừng đâm sâu xuống. Đám gấu panda thì hoảng sợ mà nhìn, không biết vị đại thần này của mình đang làm cái gì. Sau khi hoàn thành xong việc cắm rễ của mình xuống vùng đất mỏ linh thạch phì nhiêu này, hắn nhìn xuống đám gấu panda mà ra lệnh. Cửu vĩ, ngươi đến bên nhánh thuộc tính hỏa đi. Sau đó là nhìn đến phía gấu panda và bạch xà hai người các ngươi yên tâm tu luyện đi. Cả hai nhìn ngu tử du vui vẻ rồi đáp được một cách vui vẻ. Thế là ngu tử du và đám quái cửu vĩ, gấu trúc và bạch xà cùng nhau hấp thụ linh thạch tu luyện. Hết tập 89 và 90. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé ủng hộ kinh phí edit dịch chuyện cho tim bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc đỗ nết nha mọi người chúc mọi người xem phim vui vẻ đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất